tặng cho nàng, công chúa. Mùi kinh quá đi. Em lấy anh nha. Mình không bao giờ lấy một người bốc mùi. Tạm biệt. Cục cưng, sao con lại đá cậu ấy vậy? Thật lãng phí người cầu hôn. Công chúa, hãy cưới anh nha. Thích quá à. Mình sẽ ném chiếc nhẫn này đi. Cánh cổng. Cái gì? Con làm gì vậy hả? Người này không ổn sao? Chúng ta phải tìm hoàng tử cho con ở đâu bây giờ? Xong rồi. Bồn cầu đã hoạt động trở lại. Cậu đi được rồi, Mario. Thánh thần ơi, người trong mộng của em. Em yêu anh. Anh cũng yêu em, công chúa. Cuối cùng con bé cũng yêu rồi. Cái gì? Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Công chúa và thợ sửa ống nước ư? Không. Mario. My love. Cậu ta không xứng. Quay trở lại nơi cậu đến đi. Có thể đưa mũ cho thần được không? Ew. Của cậu đây nè. Mình đang ở đâu thế này? Không thể quay lại. Hoa ăn thịt. Tốt nhất là tránh xa nó ra. Tạm biệt thợ sửa ống nước. Mình đúng là thiên tài. Mình nhận được một tin nhắn nè. Để cưới công chúa, mình cần có 25 tỷ. Dio mio Martini Lamborghini. Mình vừa tìm ra cách để trở thành tỷ phú. Vận may, đến đây nào. Hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Ái chà, có một cái kép còn nguyên ở đằng kia. Này, tiền ơi, đến với ta đi nào. Mình sẽ sớm kết hôn với công chúa và hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đúng vậy. Dự báo thời tiết đâu có báo hôm nay mưa đâu nhỉ. Con yêu, nhìn nè, là đồ chơi mới. Này, bình tĩnh đi. Vậy thì lúc này con có thể ăn vặt rồi. Con ghét nó. Được đó. Đồ ăn vặt là tuyệt nhất. Cái này sẽ làm con vui lên. Một chiếc iPhone mới. Con không muốn nó. Nào, cho ta biết làm thế nào để con thấy tốt hơn. Con chỉ cần anh ấy thôi, Mario. Tình yêu ấy thật là ngọt ngào. Tạm biệt, Mario. Cái gì? Không Mario gì cả. Tiếp tục cuộc săn tiền của mình thôi. Cậu tưởng tớ không nhìn thấy cậu sao? Một đồng xu khác. Thêm một xu nữa. Thêm nữa. Ow! Cái gì đây? Cứu với. Mũi của mình. Không, mình mất một mạng rồi. Mình nên ra khỏi đây ngay thôi. Có ai còn sống không? Không có ai hả? Chà, an toàn rồi. Thả con ra. Đây anh yêu. Cảm ơn em. Thả con gái chúng ta ra đi. Nếu làm thế, con bé sẽ chạy đến chỗ Mario. Mình khổ quá đi à. Quyền lực của mình lung lay rồi. Phải sửa ngai vàng lại ngay. Con yêu, nhìn nè. Chúng ta có thể bẻ gãy song sắt bằng những công cụ này. Không được. Em yêu, giúp anh một tay nha. Chắc chắn rồi. Ba ơi, ba nên đeo mặt nạ hàng vào. Là ta, vị vua kính yêu đây. Dùng búa thì thế nào nhỉ? Anh yêu, cứ để em cho. Lần này sẽ ổn thôi. Cái gì? Tại sao không được vậy? Nè, em không làm gì cả. Đừng làm ồn nữa. Thêm một đồng xu nữa. Một tay nắm nhỏ dễ thương. Tại sao cậu lại đáng yêu thế này hả? Tên ta là Goomba. Ta sẽ ăn thịt ngươi.
Mình muốn lấy lại chiếc mũ. Muốn lấy lại mũ á? Ta muốn xu của ngươi. Muốn trấn lột quá hả? Tốt thôi, không có. Mình phải dùng tiền tiết kiệm thôi. Đồng xu, mũ của ngươi đây. Đồng xu, đồng xu. Nè, lại đây Mushi. Rồi ai nữa đây? Xin chào, cậu có muốn mua một bông hoa dễ thương cho bạn gái hay không? Thật kỳ lạ. Cháy rồi, ngươi tiêu rồi bông hoa kia. Không tới, không tới đâu. Bam. Nè, thả ra coi. Thôi được rồi. Thư giãn nào hoa. Hoa của cậu đây. Cái gì? Giá của nó bằng tất cả số tiền mình có sao? Chúc may mắn với công chúa của cậu nha. Trời ạ. Cậu đi rồi hả? Hoa ăn thịt. Tốt thôi. Các tình yêu à, ăn thôi. Chúc ngon miệng nha. Mẹ ơi, lấy salad cho con đi. Được thôi con yêu. Đợi đã, có gì đó không ổn. Ta phải kiểm tra. Râu chỉ để che mắt ta thôi. Chìa khóa ư? Biết ngay mà. Con có bao giờ thích rau đâu. Mình đúng là thiên tài. Ôi trời ạ. Ăn bánh mì đi con yêu. À, vâng ạ. Dừng lại. Không thể nào. Đồ mài à. Sao còn dám hả? Mẹ xin lỗi con yêu. Lén là lén lút. Ồ, đức vua của em. Ngài thật là thông minh. Dừng lại. Bên trong sandwich là gì vậy? Ôi trời, một lời nhắn bí mật. Cái gì? Đây là kế hoạch trốn thoát. Thật là to gan. Không thể chấp nhận được. Buongiorno. Super Mario. Thêm một đồng xu nữa. Cái vỏ kỳ lạ này là gì nhỉ? Này, hoạt động thế nào ta? Ra đây, ninja rùa. Khó hiểu quá. Di chuyển tiếp thôi. Ôi trời ơi, mình chỉ còn một mạng cuối cùng. Mình sẽ tự bảo vệ bản thân. Được rồi, người thắng rồi đó. Ta chịu thua. Nhà vua đang ngủ kìa. Mario thân mến, mong anh nhận được lá thư này. Ta sẽ chuyển nó con yêu. Đưa thư cho ta. Xem ra các lớp thể dục hoàng gia của mẹ không hề lãng phí thời gian. Mario, nhận thư nha. Nè, có chuyện gì thế? Tại sao bức thư quay trở lại? Được rồi, mình sẽ giao tận nơi. Đây là gì vậy? Này Mario, ta có một con rùa trong cống ư? Thật kinh khủng mà. Mình phải quay lại. Bao giờ đã biến mất? Bức thư này là gì vậy ta? Rùa muốn hẹn hò với mình hả? Ghê vậy. Không, đây là lời nhắn từ công chúa của mình. Nhà vua đang ngủ trưa. Điều đó có nghĩa là gì? Hiểu rồi, anh tới ngay. Con yêu, ta đã trở lại nè. Anh ấy có nhận được thư không ạ? Nhận được rồi. Shh, đừng đánh thức nhà vua vậy. Mình sẵn sàng lên đường rồi. Hoa ăn thịt đã quay trở lại. Đây, cắn mũ của ta đi. Bây giờ, hãy đưa ta lên lầu. Mamma mia. Mario của em. Đến đây với em đi. Em yêu, anh sẽ cứu em. Khoan đã, thợ sửa ống nước. Ta thách cậu đấu kiếm tay đôi. Chúa ơi, không. Thử thách được chấp nhận. Con không thể xem cảnh này.
anh yêu, coi chừng đó. Đừng đâm con rể tương lai của em nha. Đủ rồi, giải lao. Thư giãn nào các chàng trai. Vương miệng cũng ướt đẫm mồ hôi rồi anh yêu. Cố lên nào anh yêu. Mẹ ơi, mẹ ủng hộ ai vậy ạ? À? Con nói đúng rồi đó. Cố lên Mario. Cái này không phải của ta. Tạm biệt cuộc sống của cậu đi, thợ sửa ống nước. Đừng vội đức vua, ngay tim ư? Ồ không, ngai vàng yêu quý của ta. Tội nghiệp ba. Không có ngai vàng tức là không có vua, kết thúc rồi. Thần sẽ sửa ngai vàng ngay lập tức. Đây, xong rồi đó. Ồ, thật tuyệt mà. Ồ, đẹp quá đi. Dù sao cũng phải đền đó nha. Có gì trong này đây? Là một bé rùa. Sao cậu biết Mario? Ta yêu rùa. Ta sẽ đặt tên cho cưng là Michelangelo. Đây là chìa khóa Mario. Cậu rất xứng đáng. Ồ, thần đá tạ bệ hạ. Em yêu à, cuối cùng chúng ta cũng có thể bên nhau rồi. Ồ, cảm ơn anh hùng của em. Anh yêu, anh phải mong con gái hạnh phúc chứ. Em yêu, những đứa trẻ của chúng ta thật tuyệt vời. Các bé con tuyệt vời của mẹ. Đừng có khóc nữa mà. Có lẽ bé cần một nguồn năng lượng khác. Pin hoạt động nè. Pikachu. Ai tắt đèn vậy? Pikachu, em đâu rồi? Pikachu, không có ở đây. Bắt được rồi nha, Pikachu. Ô không, không phải bé của mình. Một bản màu mới độc đáo. Pikachu, không có. Pikachu. Nhóc con có thể đi đâu được nhỉ? Hình như tìm được rồi. Tìm được rồi nha. Ôi da, đau. Cơ mà không sao, mình biết mẹo này nè. Em kia rồi, ra khỏi đó đi. Pika, đừng bao giờ bỏ đi như thế nữa đấy. Không được ăn nữa. Đến lúc chuẩn bị cho giải đấu Pokemon rồi. Bắt tay vào luyện tập thôi. Pika, em không biết phải làm sao hả? Được rồi, để chị chỉ cho. Bắt đầu với cú đấm theo kiểu đấm bốc nha. Móc trái, móc phải. Giờ thì luyện tập cơ tay nào. Quá đơn giản. Em cần gì đó to hơn. Pika, Pika. Nhìn kết quả đi này. Đáng nể nha. Giờ đến lượt của em đó. Pika, Pikachu. Em bé của mình đang cố hết sức. Pika, Pika. Ô không, chuẩn bị chứng kiến một vụ nổ rồi. Làm tốt lắm Pikachu. Em đã rất nỗ lực đó. Tiêu rồi, có trộm. Nhìn cái gì mà nhìn hả? Pikachu, nấp sau lưng chị đi. Đúng vậy, thông minh đó. Pika, em đã tập rồi. Giỡn hay thật vậy? Pokemon, nhà ngươi nhỏ xíu hà. Pikachu. Tôi đợi tôi rồi. Wow, giỏi lắm Pikachu. Meow. Muốn đánh nhau không? Chết rồi, là Meow. Tôi hạ được cậu đó Pikachu. Pika, Pika. Móng vuốt phẫn nộ. Ô không, dừng lại. Cả hai đứa vào tù hết. Do cậu mà chúng ta mới phải vào đây đó. Do cậu đó. Pika. Chào em Pikachu. Ra khỏi đây mau. Meow. Cậu ta đi đâu rồi? Cửa phòng giam mở rồi. Phải đi thôi. Pikachu. Wow, nhiều đồ chơi ghê. Quá trời Pikachu luôn.
chơi với cậu chẳng bao giờ biết chán cả. Pikachu, cậu chơi vui chứ? Mình cũng vậy. Giờ tụi mình đua nha. Cậu đi sang bên này. Còn cậu, bên này. Đi. Pikachu sẽ chiến đấu với Charmander. Ai sẽ là người chiến thắng? Pikachu, mình chưa từng nghi ngờ cậu. Thằng bé đáng yêu quá xá. Pikachu, đến giờ ăn trưa rồi. Ngồi xuống đi nào. Ăn ngon nha. Pikachu, giải đấu sắp diễn ra rồi. Em cần sức mạnh. Rau củ rất giàu vitamin đó. Dạ được. Pikachu, em đói đến như vậy sao? Sức ăn của em to thật đó. Giờ đi rửa chén đi nha. Dạ. Mình có bé Pokemon đỉnh nhất quả đất. Pikachu, em có sao không? Cố lên, để chị giúp. Nhóc con yếu quá rồi. Được rồi, bác sĩ đã biết cách. Nhịp tim của thằng bé đang chậm. Bác sĩ ơi, cứu bé nó đi. Biết rồi. Bác sĩ sẽ thử kiểm tra nguồn điện. Pikachu, hết sạch pin rồi. Em hiểu rồi. Bình năng lượng của bé nó. Pikachu, uống đi nào. Pika. Được rồi nè. Thật đáng kinh ngạc. Pika. Giờ em còn mạnh hơn trước nữa. Em đã sẵn sàng cho giải đấu rồi đó. Pikachu, chị chọn em. Pika. Tôi chọn. Ô không, có chuyện gì vậy? Bóng Pokemon của mình bị hư rồi. Tụi mình thắng rồi nha. Chuyện này không thể xảy ra. Tụi mình thắng rồi. Butterfree, anh chọn em. Cơn gió sắc bén. Pika. Do cậu làm sao? Đỉnh cao thật sự. Tia sét tấn công. Pikachu, tụi mình làm được rồi. Meow. Ô không, Pikachu, đừng bỏ cuộc nha. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Pikachu. Móng vuốt phẫn nộ. Phóng tia điện. Cào cấu. À! Gì cơ? Là bóng điện. Wow, chuyện gì xảy ra vậy? Không thể tin là mình làm được. Pikachu, tụi mình thắng rồi. Em là nhà vô địch. Pikachu, cuối cùng chúng ta cũng hòa nha. Pikachu. Hụt nha. Móng vuốt thịnh nộ. Pika. Chết nha. Bộ số tập nhiều thêm rồi. Mình đang trong bóng Pokemon Charmander. Chào Pikachu. Ủa? Để mình giúp. Cảm ơn Bulbasaur. Không có gì. Chào Pikachu. Chào. Tại tên đó hết. Ha. Mình đánh bại hết mấy Pokemon mạnh rồi. Nhiều mạng nhện quá dạ. Mình biết làm sao để dọn dẹp rồi. Vài động tác mượt mà. Thế là mạng nhện biến mất, không còn dấu vết nào. Tới đèn nào. Charmander, Bulbasaur, mình vui quá đi. Cùng nhau ăn bánh không? Eww, mùi như đồ ăn mèo. Ghê quá à. Nó là đồ ăn mèo thiệt đó. Ha ha ha, bánh ở đây nè. Mèo lại kiếm chuyện rồi. Pikachu, vào bóng của bọn mình chơi đi. Về nhà rồi. Dịch chuyển qua bóng khác được đó. Nhìn nè. Chỗ này thật là tuyệt. Wow, mình cũng muốn nữa. Không đi được. Chỗ này trống trải quá. Mình có ý này nè.
bóng Pokemon lên nào. Ra rồi, có đủ cấp tiến hóa của Pikachu luôn. Cảm ơn bóng Pokemon nha. Wow, tuyệt vời, cho mình một bóng đó được không? Cái này á hả? Được chứ. Không mới tới. Charmander ở xa quá, làm sao bây giờ? Nghĩ ra rồi, lấy sợi dây. Bắt được rồi. Mình có móc treo ròng rọc luôn nè. Hay lắm. Tuyệt, chụp nè. Cuối cùng, Charmander. Meow. Oh yeah. Bulbasaur, tới bạn đó. Cảm ơn nhiều. Nhìn nè mấy bạn ơi. Ta-da, đây là tất cả cấp tiến hóa của Bulbasaur đó. Mình cần quả bóng đó. Trả lại đây đi. Nè, giờ nó là của mình rồi nha. Không trả lại cho bạn đâu. Lên. Meow và Persian. Pika Pika. Hai Pokemon. Ít nhất cũng phải có 3 cấp chứ. Hả? Quả bóng ngu ngốc. Chết đi. Haha, Meow giận rồi kìa. Làm thế không được gì đâu. Meow, bạn quyến rũ quá. Bulbasaur, bạn bị sao vậy? Ừ, kích động tí thôi ấy mà. Giờ ăn đến rồi. Gì đây? Đen. Đúng thứ mà mình đang thiếu. Gắn chúng lên trần nhà. Hô biến. Bóng Pokemon của mình trông đẹp hơn rồi. Ăn tiếp thôi nào. Mở hỏng ra. Sao mà dai quá vậy? Được rồi, xem chiêu của mình đây. Đẹp nha. Nến đã sẵn sàng. Đốt hương. Ôm. Charmander, giúp với. Sao thế? Làm ấm giúp mình được không? Được. Pika Pika. Tâm mình tịnh, lòng mình êm. Ôm. Charmander, giúp mình với. Cái gì nữa đây? Bạn thắp nến có được không? Được. Hy vọng không ai nhờ mình gì nữa. Ôm. Bất ngờ chưa? À! Sinh nhật vui vẻ. Cảm động quá đi. Chúc mừng sinh nhật độc lạ ha. Một cục lông. Dễ thương. Hộp để trang trí bóng Pokemon của mình đó. Càng nhiều càng tốt nha. Ở trong bóng Pokemon khó chịu ghê. Không có chỗ để ngồi luôn. À biết rồi. Đầu tiên mình cần một ít vải. Xem thành quả của mình nè. Quá đỉnh. Mình cũng muốn có ghế nữa. Nhưng ghế của mình sẽ bằng gỗ. Ao. Nè, đừng có vứt lung tung thế. Mà có khi đống này sẽ có ích đây nè. Xong chiếc ghế rồi. Còn mình sẽ làm lửa. Vậy là mình cũng có ghế rồi. Không có cái giũa nào giũa được móng của mình cả. Ồ, mình thích cái ghế này. Giũa móng bằng cái này đã ghê ta. Tiếng gì lạ thế nhỉ? Meo. À, đuôi của mình. Để mình dập cho. Đáng đời tên đó lắm. Điên thật chứ. Đuôi xinh đẹp của mình. Sao lại thế? Tội nghiệp. Meo, qua đây đi. Nhà mình còn chỗ nè. Thôi khỏi đi.
thà ngồi đây còn hơn. Mình sẽ làm đệm thật thoải mái. Mừng là bạn ấy vẫn ổn. Bulbasaur, Meow, hiểu rồi. Là tình yêu. Mình sẽ dán băng dính ở đây, rồi dán Flareon lên. Xài đất nữa. Vaporeon. Có quá trời Pokemon luôn nè. Mình thì không có món đồ chơi nào. Mình cũng thế. Phải làm sao đây nhỉ? Biết rồi. Quà tặng cho Bulbasaur nè. Và Charmander nữa. Chào buổi sáng. Wow, cái gì đây? Pikachu, bất ngờ đó. Yay, thành công rồi. Tiếng gì vậy ta? Wow, quà kìa. Pikachu, đẹp quá đi. Ủa, cảm ơn nha. Không có gì. Không ai nhớ tới mình luôn. Quà kìa, cho mình đó hả? Pikachu, đẹp quá đi. Bạn có thích không? Cái gì? Tất nhiên là không rồi. Pikachu thấy mà ghét. Đến lúc nghỉ ngơi rồi. Pika, quà cho mình hả? Là gì đây nhỉ? Charmander. Với Bulbasaur. Mình thích lắm luôn. Các bạn nhìn nè. Vẫn còn nữa hả? Có sô-cô-la cho Bulbasaur nữa nè. Meow. Bạn đưa Bulbasaur nha. Đừng kể với ai cả. Bạn rớt người ta à. Biết ngay mà. Hoa đẹp quá đi. Gì đây nhỉ? Cho mình hả? Meow tặng cho mình nè. Hy vọng là cô ấy thích nó. Ồ, bị phát hiện rồi. Meow, tình yêu. Mình cần một bông hoa. Đẹp quá đi. Meow thích mình. Không thích mình. Thích mình. Làm gì đây nhỉ? Hết ý tưởng rồi. Phải nghĩ ra gì đó mới được. Nghĩ nào Pikachu. Ow! Cái gì giật điện mình vậy? Nghĩ nào, nghĩ đi. Là Pikachu chắc luôn. Ngưng giùm đi. Đúng rồi. Mình biết phải làm gì rồi nè. Mình sẽ đặt tivi với máy chơi game ở đây. Bóng Pokemon, lên nào. Yay, thành công rồi. Trái, phải. Chơi một mình chán ghê. Ai chơi game với mình không? Mình qua liền. Mình nữa. Điều khiển game nè. Này là của bạn. Trận chiến bắt đầu. Charmander, Bulbasaur. Họ làm gì bên đó thế nhỉ? Mấy chơi game hả? Tuyệt, hòa rồi. Không cho các bạn chơi đâu. Ai tắt đèn thế? Ha ha, chơi tiếp thử xem. Không sao, để mình sửa cho. Điện tấn công. Hiu, chơi tiếp được rồi đó. Meow, vậy là cả hai đều tia nhau. Meow với Bulbasaur thích nhau rồi. Thật á hả? Điên thật mà. Nè, tặng cho bạn ấy cái này để dũa móng đi. Tặng cho bạn nè. Cảm ơn nha. Dán Pikachu lên đây nào. Này thì chết nè. Sao bạn xấu tính quá vậy? Mình đi đây. Không, đừng mà. Bạn đối xử với mình như vậy sao? Sét tấn công. Ủa gì đây? Thành gà nướng rồi. Charmander, Bulbasaur, ăn tối nè. Cảm ơn nha. Nhìn ngon đó. Mình không có gì để ăn cả. Nè, ăn đi. Cảm ơn bạn. Bạn là nhất. Các bạn đã sẵn sàng cho cuộc thi Pokemon chưa? Nhanh lên nào.